từ chỗ bị chính các cổ động viên quê nhà ruồng bỏ, thậm chí là đe dọa bằng những ngôn từ sát thương, Kvaratskhelia vẫn hiên ngang vươn mình để trở thành ngôi sao hàng đầu của nền bóng đá Georgia đương đại, và cũng nằm trong hàng ngũ những cầu thủ đẳng cấp của bóng đá thế giới. Mối quan hệ ngoại giao giữa Georgia và Nga vốn đã rạn nứt từ những năm 2000. Vì vậy mà việc một cầu thủ Georgia dám bén mảng sang xứ Bạch Dương để chơi bóng đã khiến nhiều người hâm mộ bóng đá của đất nước non trẻ này vô cùng phẫn nộ. Thậm chí câu lạc bộ Rubin Kazan, nơi giúp cho tên tuổi của anh được nâng tầm, còn phải chấp nhận mất trắng siêu sao của mình vì những quyết định vô cùng nặng tính chính trị của FIFA. Mặc cho Kvaratskhelia vẫn cam kết trung thành với đội bóng chủ quản, thời điểm đó siêu sao này được nâng giá trị từ vỏn vẹn 900.000 euro lên đến con số 15 triệu euro chỉ trong vòng một năm. Nhưng Rubin Kazan đành ngậm ngùi để ngôi sao của mình ra đi mà không nhận bất kỳ một đồng nào. Tuy nhiên một lần nữa, Kvaratskhelia chứng minh được rằng tài năng của anh không thể bị chôn vùi tại một giải đấu quá nhỏ bé. Napoli nhanh chóng nhảy vào để có chữ ký của anh với cái giá quá hời chỉ có 10 triệu euro. Và ngay lập tức cầu thủ này đã tỏa sáng rực rỡ, một tay gánh Napoli với 12 bàn thắng cùng 13 kiến tạo để giành lấy Scudetto mùa 22-23. Một năm sau đó thì cũng đưa nền bóng đá Georgia non trẻ có lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ Euro. Người dân thành phố Naples đã từ rất lâu rồi họ không tôn thờ bất kỳ cầu thủ nào khác ngoài Maradona. Nhưng Kvaratskhelia đã đến và đã chinh phục được những con tim của thành phố cảng. Người ta còn sẵn sàng gọi anh với biệt hiệu là Kvaradona. Bây giờ những người Georgia tới Napoli đều được tặng visa miễn phí, được mời vào nhà để cùng xem Kvaradona chơi bóng, thật điên rồ hết sức. Rồi, bá đạo là như thế, nhưng liệu ở trong game Kvarat có thực sự ngon? Hãy cùng soi thử cầu thủ này trong game xem có gì đáng chú ý. Để cho tiện review thì mình xin phép đọc tắt tên anh này thành Kvarat, chứ đọc đủ tên thì mỏi mồm lắm. 24EP là mùa thẻ có bộ chỉ số tốt nhất của Kvarat và vẫn giữ được cho mình 2 chân 5 năm. Ở mùa thẻ này Kvarat được nâng cấp rất mạnh ở khả năng sút xa khi đã được nâng đến 10 điểm so với mùa thẻ gần nhất. Là một trong những tiền đạo cánh có khả năng dứt điểm đa dạng nhất game hiện tại, Kvarat mang đến sự thanh thoát đáng ngạc nhiên với chiều cao 1m83, nặng 70 cân và thể hình trung bình. Có một vấn đề nữa đấy là những mùa thẻ trước năm 2023 của Kvarat có bộ chỉ số khá là xấu vì lúc đó cầu thủ này chưa được làm lại AI và danh tiếng. Cho nên nếu lựa chọn Kvarat để đầu tư cho hàng công thì anh em cứ mạnh dạn mua những mùa thẻ mới nhất nha. Tốc độ tốt, thăng bằng, cộng thêm khéo léo cao giúp cho Kvarat có khả năng thoát passing và rê bóng cực ngon. Đây thực sự là một cầu thủ hoàn hảo không vết xước cho Meta 10 chấm. Dành cho anh em ưa thích lối chơi inside forward, rê biên, sau đó cất inside để gặt luôn lòng trong đưa bóng vào lưới hay căng ngang đều rất ổn. Và nhất là cả năm chỉ số ẩn anh mang trên người đều vừa khít những điều kiện cần và đủ của một winger xi nhan rẽ vào trong, bao gồm qua người, tinh tế, sút xoáy, kiến tạo và trivela. Nếu phải đưa ra một phép so sánh, Kvarat có lối đá và bộ chỉ số cũng như thể chất khá là tương đồng với Ivan Perisic, nhưng có tốc độ và kỹ năng rê dắt tốt hơn. Bù lại thì cầu thủ người Georgia có phần kém hơn về khả năng tạt bóng và tranh chấp cũng như đánh đầu. Tuy nhiên thì mẫu cầu thủ như Kvarat ít ai dùng để chơi tiền đạo ảo hay là chạy băng cắt vì anh quá bá ở khoảng rê dắt rồi. Tận dụng những ưu điểm vẫn sẽ tốt hơn là cố gắng đi sửa nhược điểm, thì điều này trên kênh Bình Phùi cũng đã nhắc khá nhiều rồi. Thêm nữa đó là Kvarat vẫn là một ngôi sao đang lên, trong khi Perisic thì có tỷ lệ limit khá cao vì sự nghiệp của anh này đã ở tuổi xế chiều. Nếu có tiền thì đầu tư những mùa thẻ mới của Kvarat vẫn sẽ tốt hơn. Nhìn chung là một tiền đạo trẻ cánh vô cùng hay và dễ dùng, lại đang khá là hợp với meta hiện tại. Kvarat mùa 24 EP sẽ là một mảnh ghép hoàn hảo dành cho những anh em ưa thích những sơ đồ ba tiền đạo và đang cần một chân chạy cánh đa năng, chạy chỗ hay, năng nổ, xông xáo, có trivela và khả năng dứt điểm đa dạng. Điểm trừ khá lớn của anh này có lẽ nằm ở sự giới hạn về team Colo, vì team Napoli cũng không có nhiều sự lựa chọn thơm ngon để kẹp Kvarat vào. Trừ khi một ngày nào đó FC Online có bản quyền Maradona trở lại thì may ra. Vậy thì bây giờ câu hỏi đặt ra là Kvarat có đáng mua không? Tất nhiên là cực kỳ đáng đồng tiền bát gạo rồi. Kvarat chính là một ví dụ cho thế hệ cầu thủ tiên phong mới trong dòng game bóng đá FC nói chung và FC Online nói riêng. Nhờ có sở trường rõ ràng và khả năng thích nghi tốt với nhiều loại meta cũng như gameplay khác nhau,
cầu thủ chạy cánh mà toàn diện như vậy không mua thì quá phí. Vô cùng đáng để trải nghiệm, kể cả là bạn không xem team color của cầu thủ này. Mong rằng bài review sẽ giúp cho anh em có thêm động lực để mạnh dạn trải nghiệm những ngôi sao mới như Kravat. Biết đâu anh em lại unlock được những cách chơi mới mẻ hơn thì sao? Vì cuộc sống là những trải nghiệm mà. Và cũng đừng ngần ngại gợi ý những cái tên độc lạ tiếp theo để cùng thảo luận cho những video kế tiếp của Bình Phùi Studio nhé. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.